Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Đa dạng các hoạt động thể dục thể thao tại xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào sẽ mở đầu bản tin ngày hôm nay. Hiện nay, tỷ lệ người dân luyện tập thể thao thường xuyên của xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào là trên 40%, số gia đình luyện tập thể thao thường xuyên là 30%. Có được những tỷ lệ này là do hoạt động thể thao của xã rất đa dạng nên thu hút được đông đảo người dân tham gia. Mỗi thôn trong xã đều có các môn dưỡng sinh, yoga, bóng bàn, cờ tướng, bóng đá, đi bộ, hoạt động rất sôi nổi. Mỗi câu lạc bộ thu hút từ 30 đến 70 người chơi. Trong đó, dưỡng sinh, yoga là những môn thể thao được nhiều người yêu thích và tập luyện hơn cả. Dù mới thành lập được hơn một tháng, nhưng Trung tâm bóng đá cộng đồng Ánh Dương, thành phố Hưng Yên đã đón nhận gần 200 học viên trong độ tuổi từ 6 đến 12 tuổi đến từ các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh cùng một số học viên đến từ tỉnh Hà Nam. Tại các buổi tập, các cầu thủ nhí sẽ được các huấn luyện viên hướng dẫn các bài tập kỹ thuật bài bản, dụng cụ tập luyện đạt chuẩn. Bên cạnh chú trọng rèn luyện kỹ thuật, trong thời gian tới, trung tâm sẽ tổ chức cho các cầu thủ nhí giao lưu cùng các câu lạc bộ, trung tâm khác để nâng cao tinh thần thi đấu. Trung tâm không chỉ là nơi nuôi dưỡng tài năng bóng đá nhí mà còn tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ trong dịp hè và giúp phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng. Trường Trung học phổ thông Nghĩa Dân, huyện Kim Động đã phát động phong trào tập luyện thể thao trong học đường, khuyến khích học sinh thường xuyên tập thể dục kết hợp với chơi các môn như bóng chuyền hơi, bóng rổ, bóng đá. Vào giờ thể dục, giờ ra chơi hay khi tan học buổi chiều, các em học sinh tập hợp nhau lại cùng chơi thể thao. Những hoạt động thể thao này giúp học sinh rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, đồng thời có phút giây giải trí sau mỗi giờ học, tránh xa các trò chơi điện tử vô bổ. Vừa qua, nhà trường tổ chức thành công giải bóng đá Futsal thu hút 18 đội với gần 200 học sinh tham gia, là sân chơi bổ ích cho đoàn viên thanh niên rèn luyện sức khỏe. Đoàn thể thao của trường Trung học phổ thông Nghĩa Dân vừa đạt giải ba toàn đoàn tại giải Điền Kinh học sinh toàn tỉnh. Trong đó, em Nguyễn Thị Hà Phương, lớp 10A5, giành giải nhất môn nhảy cao. Xuất phát từ niềm đam mê với bộ môn cầu lông, ông Phạm Văn Chiến ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang đã dành gần 360m² đất ngay cạnh mặt đường và đầu tư hơn 400 triệu đồng để xây dựng nhà tập luyện cầu lông và mua sắm các trang thiết bị. Phòng tập mở cửa miễn phí từ 16h30 phút chiều hàng ngày, thu hút hơn 20 người thường xuyên tham gia tập luyện. Từ phòng tập này đã có nhiều tay vợt đạt được các thành tích cao tại các giải thể thao của tỉnh và huyện, góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng của huyện Văn Giang. Xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ hiện có gần 6.000 nhân khẩu, số người tạm trú khoảng hơn 1.000 người ở 3 thôn. Số trẻ em ở xã hiện có hơn 1.000 em. Tuy nhiên, các em nhỏ tại địa phương chỉ có thể chơi tạm bợ ở các khu đất bãi cát tự phát. Xã cũng có 3 khu đất đã quy hoạch làm sân bóng, nhưng các sân này chỉ dành cho các nam thanh niên đá bóng. Thậm chí có sân bóng ở thôn Yên Thổ còn bỏ hoang vì quy hoạch gần ruộng trũng, thường xuyên bị ngập khi trời mưa, vì vậy mà thanh niên trong thôn cũng không đá bóng được. Còn đối với trẻ nhỏ, việc tìm kiếm một sân chơi phù hợp và bổ ích đang là bài toán khó. Trong những năm qua, phong trào luyện tập thể dục thể thao tại xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên có nhiều khởi sắc, nhiều hoạt động thể dục thể thao diễn ra thường xuyên sôi nổi, tạo không khí thi đua trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao sức khỏe và giữ gìn an ninh trật tự tại xã. Mặc dù nguồn ngân sách dành cho thể dục thể thao của địa phương còn nhiều hạn hẹp, song chính quyền địa phương rất quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động thể thao. Từ năm 2009, nhà luyện tập thể thao rộng hơn 400m² đã được xây dựng bằng nguồn ngân sách xã. Nhà luyện tập đã phát huy tối đa công năng sử dụng khi được đặt ngay cạnh trường Trung học cơ sở Liên Phương, đáp ứng nhu cầu luyện tập của học sinh và nhân dân. Tuy rằng không có điều kiện như một số xã khác, nhưng cũng trích một phần cái nguồn ngân sách của xã dành cho thể dục thể thao. Những cái ngày lễ, ngày Tết thì đều có cái bố trí cho anh em thi đấu và có cái tiền thưởng nho nhỏ thôi. Cũng động viên những người cao tuổi và động viên các cháu tiếp tục tham gia vào phong trào. Xã có 4 thôn thì cả 4 thôn đều có sân chơi thể thao cho người dân thường xuyên luyện tập. Ngoài bể bơi của xã, mới đây một hộ gia đình trong xã cũng xây dựng và đưa vào hoạt động khu vui chơi dưới nước đầm Sen B, tạo điều kiện cho trẻ em đến vui chơi và học bơi. Về cơ sở vật chất thì cũng tạo điều kiện về cái khu mà để cho các cái câu lạc bộ hoạt động. Thế và cũng có một phần nào đó về cái kinh phí để mua sắm các cái câu lạc bộ hoạt động.
được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất tập luyện, nên từ nhiều năm nay, tỷ lệ người dân thường xuyên luyện tập thể thao của xã luôn ở mức trên 35%, tỷ lệ gia đình thường xuyên luyện tập thể thao cũng đạt gần 30%. Nói chung là chơi thể thao thì rất chi là tốt cho sức khỏe, nên đúng ra là cứ hàng chiều đến là câu lạc bộ ra đánh tầm 2-3 tiếng, trừ công việc bật đột xuất thôi, chứ còn một tuần thì chắc phải ra tầm 6 buổi đấy. Để tạo sân chơi cho nhân dân, hàng năm xã thường xuyên tổ chức các giải thể thao vào dịp lễ Tết cũng như tham gia giao lưu các cụm xã trên địa bàn thành phố. Do đó, phong trào thể dục thể thao của xã ngày càng khởi sắc, có sự chuyển biến cả về số lượng và chất lượng. Bình nước nóng Rossi Sapphire, sản phẩm cao cấp của tập đoàn Tân Á Đại Thành. Thưa quý vị và các bạn, phóng sự về phong trào thể dục thể thao quần chúng tại xã Liên Phương đã khép lại bản tin thể thao của chúng tôi số này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.